Vòng 5 La Liga đã diễn ra với hàng loạt những diễn biến kịch tính và đầy bất ngờ, đánh dấu một giai đoạn đầu của mùa giải mà các đội bóng lớn như là Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid đang tranh nhau từng điểm số để cạnh tranh ngôi vương. Từ những pha bóng đỉnh cao cho đến những bàn thắng phút chót, nhưng cuộc chiến sinh tồn giành giật từng điểm số đã khiến cho người hâm mộ phải trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, cũng chẳng thua kém gì đấu trường ngoại hạng Anh đã quá tấp nập khán giả cả. Một vòng đấu thì có đến 10 lượt trận, tuy nhiên sự tập trung của khán giả thì được phân cực rõ ràng, đặc biệt là trong khu vực 4 vị trí dẫn đầu hiện nay. Khởi đầu với trận đấu giữa Villarreal và Mallorca, có thể nói rằng đó là một trong những trận cầu đáng chú ý của vòng 5, ngày thi đấu đầu tiên. Villarreal đã thể hiện bản lĩnh cùng với sự quyết tâm khi giành chiến thắng đầy kịch tính ở phút cuối với tỷ số 2-1. Mallorca trên thực tế có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng không thể chuyển hóa được ưu thế đó trở thành bàn thắng quyết định. Những cơ hội sáng giá đã đến với họ thông qua chân sút Vedat Muriqi, nhưng các pha dứt điểm thì đều không có đủ độ chính xác để vượt qua được hàng phòng ngự kiên cố của Villarreal. Bước ngoặt của trận đấu đến từ tình huống ở phút 27 khi Logan Costa ghi bàn mở tỷ số bằng một cú đánh đầu dũng mãnh. Đội bóng của huấn luyện viên Marcelino đã thể hiện sự khéo léo trong việc phối hợp ở các tình huống cố định với cú phạt góc ngắn từ Alex Baena tạo ra sự bất ngờ cho hàng thủ Mallorca. Tuy nhiên, Mallorca cũng không dễ dàng bị khuất phục. Chỉ vài phút sau, Raúl Albiol vô tình phản lưới nhà trong một pha cản phá không may, đưa trận đấu quay trở lại vạch xuất phát. Những phút cuối trận, khi mà trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với kết quả hòa, Ayoze Perez đã trở thành người hùng của Villarreal với bàn thắng quyết định. Cú sút quyết đoán của anh ở phút bù giờ đã khiến cho người hâm mộ trên sân El Madrigal bùng nổ và giúp tàu ngầm vàng giành trọn vẹn 3 điểm quý giá. Chiến thắng này đã giúp cho Villarreal tiếp tục bám đuổi các đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng, đồng thời cho thấy họ là đối thủ khó chịu trong cuộc đua giành vé dự các giải đấu châu Âu mùa sau. Tất nhiên, đánh giá Villarreal nằm chắc trong top 4 mùa này thì vẫn còn hơi sớm quá, nhưng 3 chiến thắng, 2 kết quả hòa trong 5 lượt trận, tàu ngầm vàng vẫn đang làm rất tốt. Trong khi đó, sự tập trung của khán giả trong ngày thi đấu đầu tiên ắt hẳn là phải thuộc về lượt trận nơi mà nhà đương kim vô địch ra quân. Ấy thế nhưng Real Madrid đã có một chuyến làm khách không hề dễ dàng tại Reale Arena trước Real Sociedad. Dù tỷ số 2-0 có vẻ như là một chiến thắng tương đối an toàn, có điều là thực tế thì các học trò của Carlo Ancelotti đã phải rất chật vật mới có thể vượt qua được đội bóng xứ Basque. Real Sociedad tỏ ra đầy nguy hiểm trong những pha phản công và đã 3 lần đưa bóng đi trúng khung gỗ, nhưng may mắn đã không mỉm cười với họ. Điểm sáng trong trận đấu của Real Madrid đến từ 2 quả phạt đền, với Kylian Mbappe và Vinicius Junior đều thực hiện thành công. Phút 58, Vinicius đã mở tỷ số từ chấm phạt đền sau khi Sergio Gomez của Sociedad phạm lỗi dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Tiếp theo đó, Mbappe cũng ghi bàn từ chấm 11m ở phút 75 sau khi chính Vinicius bị phạm lỗi trong một tình huống tấn công nhanh. Đây là lần thứ tư ở mùa giải năm nay Real Madrid được hưởng phạt đền, và điểm sáng là việc họ thực hiện thành công cả 4 lần đó. Ngoài sự sắc sảo và khả năng tận dụng cơ hội của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, cũng phải kể đến cái vía của họ, ma thuật vượt ải của họ vẫn đang được tiếp tục sử dụng. Nhưng liệu dùng sớm như thế này thì đến hành trình tại C1, may mắn có còn mỉm cười với họ nữa hay không? Dù Real Madrid đã giành chiến thắng, nhưng không thể phủ nhận rằng Real Sociedad đã chơi một trận đấu hay. Đặc biệt, Gerardo Becker của Sociedad đã có nhiều pha tấn công nguy hiểm và Luka Sucic cũng suýt có bàn thắng khi bóng chỉ cách khung thành có vài centimet. Tuy nhiên, sự chắc chắn của thủ môn Kepa và hàng thủ của Real Madrid đã giúp đội khách bảo toàn được chiến thắng và tiếp tục giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng, kém Barcelona 4 điểm. Cầu thủ hay nhất của trận đấu là Kylian Mbappe. Anh có một bàn và tạo nên tầm ảnh hưởng đáng kể trên hàng tấn công. Những khán giả biết là ninja rùa có thể làm được hơn như thế và sẽ chờ đợi nhiều hơn vào những lượt trận tiếp theo. Trong ngày thi đấu đầu tiên, Real Betis có chiến thắng 2-0 trước Leganes. Ngoài ra thì Espanyol đánh bại Alaves với tỷ số 3-2 nhờ vào cú hat-trick của Puado. Sevilla có thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Getafe nhờ pha lập công duy nhất của Jesus Navas. Chuyển sang ngày thi đấu còn lại, không phụ thuộc nhiều vào thần hộ mệnh như là Real Madrid, Barcelona vẫn tiếp tục đem cái thứ sức mạnh mà thường người ta không thấy từ họ ra để đè bẹp những đối thủ chiếu dưới. Sau thắng lợi 7-0 trước Valladolid mất hết cả nhân tính, đoàn quân của Hansi Flick đã có thêm một chiến thắng giòn giã 4-1 trước Girona trong trận đấu mang đậm dấu ấn của cầu thủ trẻ Lamine Yamal. Ở tuổi 17, Yamal đã ghi cú đúp trong trận đấu này
tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng và khẳng định mình là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới. Cú đúp của Yamal đã giúp Barcelona có được lợi thế lớn ngay trong hiệp 1, chứng minh thêm khả năng tận dụng cơ hội và sự tự tin vượt trội của cầu thủ này sau một kỳ Euro 2024 đại thành công vừa trôi qua. Ngoài Yamal, Barcelona còn nhận được sự đóng góp từ các cầu thủ khác như là Dani Olmo và Pedri. Olmo ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ngay đầu hiệp 2 và Pedri khép lại trận đấu với bàn thắng thứ tư ở phút 64. Girona dù rất nỗ lực, chỉ có thể gỡ lại một bàn nhờ công của Cristian Stuani. Dù Ferran Torres của Barca phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối, đội bóng xứ Catalan vẫn giữ vững chiến thắng và củng cố ngôi vị đầu bảng. Chiến thắng này không chỉ giúp Barcelona tiếp tục chuỗi 5 trận toàn thắng, mà còn thể hiện sự đồng đều, sự sắc nét, sự thuyết phục trong lối chơi của họ dưới thời Hansi Flick. Từ tài năng trẻ như Yamal và những trụ cột như là Pedri hay Olmo, Barcelona đang thể hiện một lối đá tấn công đa dạng và hiệu quả hơn nhiều so với trước. Các cầu thủ dường như đã bắt đầu thấm nhuần triết lý của Flick và sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn, đặc biệt là tại Champions League sắp tới. Một Barca pressing quyết liệt, pressing không biết mệt xuyên suốt trận đấu, đá cho đối thủ hiểu vấn đề. Một Barca mà lại hơi hướng giống một đội bóng Bundesliga như vậy. Nhưng một khi họ vẫn thắng, thậm chí là thắng đậm, chẳng có cu lê nào phàn nàn gì đâu. Nhưng để hỏi rằng họ có thấy lạ không thì chắc chắn là có rồi. Đồng điệu với màn thị uy sức mạnh từ tập thể xứ Catalan, Atletico Madrid đã có chiến thắng 3-0 dễ dàng trước Valencia, với dấu ấn đậm nét từ tân binh Conor Gallagher chuyển đến từ Chelsea trong mùa hè năm nay. Đây là bàn thắng đầu tiên của Gallagher trong màu áo Atletico và anh đã nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của Diego Simeone. Bàn thắng mở tỷ số đến từ cú sút xa đầy uy lực của Gallagher sau đường chuyền thông minh của Rodrigo De Paul mang lại lợi thế cho Atletico trước khi hiệp 1 khép lại. Sau đó, Antoine Griezmann đã gia tăng cách biệt với bàn thắng thứ hai ngay sau giờ nghỉ giải lao và Julian Alvarez khép lại chiến thắng với pha lập công đầu tiên cho Atletico Madrid trong những phút cuối trận. Với chiến thắng này, Atletico đã leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, ngang bằng điểm với Real Madrid và Villarreal. Đội bóng của Simeone vẫn đang duy trì phong độ cao và sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua vô địch mùa này. Những trận đấu còn lại của ngày thi đấu thứ hai gồm có chiến thắng 3-1 của Celta Vigo trước Real Valladolid, tiếp tục cho thấy hành trình trụ hạng của đội bóng đang được Paulo Pezzolano dẫn dắt sẽ còn tiếp tục trông gai, đặc biệt với hiệu số bàn thắng bại của họ đang là 2-13. Trong khi đó thì Las Palmas dù rất nỗ lực nhưng vẫn không thể khiến cho Athletic Bilbao phải đo ván khi chịu thất bại 2-3 chung cuộc. Còn ở trận đấu cuối cùng khép lại vòng 5, Rayo Vallecano đã cho Osasuna nếm mùi bằng thắng lợi 3-1, cũng là chiến thắng thứ hai sau 5 lượt trận, một khởi đầu rất đáng kỳ vọng. Bảng xếp hạng La Liga sau khi vòng 5 kết thúc đã sớm chứng kiến sự phân cực giữa 4 vị trí dẫn đầu và phần còn lại. Đội bóng đang chiếm trệ ngôi đầu không ai khác ngoài Barcelona với 15 điểm, cùng với đó là số bàn thắng bại lần lượt là 17-4, quá khủng khiếp. 3 vị trí ở phía sau lần lượt là Atletico Madrid, Real Madrid và Villarreal với cùng 11 điểm, chỉ có sự khác biệt về hiệu số phụ. Xếp sau đó là Celta Vigo với 9 điểm. Khá ngạc nhiên khi tính đến hiện tại, họ đang có đến 13 bàn thắng, tức là cao thứ 2 giải đấu. Khu vực từ thứ 7 đến thứ 11 chứng kiến 6 đội bóng cùng có 7 điểm, lần lượt là Alaves, Vallecano, Girona, Bilbao, Espanyol và Osasuna. Khu vực xếp sau có sự xuất hiện của Real Betis, Mallorca, Sevilla, Leganes, Real Sociedad và Valladolid. 3 vị trí cầm đèn đỏ đang gọi tên Getafe, Las Palmas và Valencia. Cả 3 đội bóng này vẫn chưa giành được chiến thắng nào và có nguy cơ rớt hạng thì vẫn rộng mở nếu thành tích không được cải thiện sớm. Từ sự tỏa sáng của các tài năng trẻ như là Lamine Yamal cho đến ma thuật vượt ải của Kylian Mbappe cùng với các đồng đội, vòng 5 La Liga đã chứng kiến nhiều những dư vị cảm xúc độc đáo. Barcelona vẫn đang tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng dưới thời Flick, trong khi Real Madrid và Atletico Madrid cũng đang bám đuổi sát sao. Trong khi đó thì Villarreal cũng hoàn toàn có thể làm nên chuyện nếu duy trì được tốc độ đuổi điểm như hiện tại. Người hâm mộ đang tiếp tục chờ đợi những trận đấu đỉnh cao và những màn đối đầu nảy lửa trong các vòng đấu sắp tới. Khi mà đấu trường cúp quốc nội hay là cúp châu Âu chính thức nổi lửa, thì sự phân hạng tại La Liga dự kiến sẽ càng rõ rệt hơn. Sự tập trung thì nghiễm nhiên sẽ vẫn đổ dồn về hai thế lực mạnh nhất và trận siêu kinh điển cứ đến hẹn lại lên. Nhưng cho đến thời điểm đó, sẽ là lúc để họ tích lũy những chiến công và khi vị thế gã khổng lồ được thị uy, một cuộc chiến nảy lửa một mất một còn sẽ lại bắt đầu.